rồi ăn đi, hai chị em ăn đi. Nghi ăn gì vậy? Nè có ớt nè. Lấy trứng mãi đỉnh. Rồi ăn đi con. Con đi ăn. Ăn rồi phải chịu. Coi chừng đổ cái ly đi, đổ đi nước. Con hả? Cái chén hả? Con. Yeah. Nhiều hành lắm con. Đi ăn điệu nghệ lắm, để ba quay. Để giới thiệu món phở. Ủa phở mới nhớ mà quay lần rồi. Chưa. Phở chưa quay lần nào. Nhớ lần rồi nha, ăn ở gần bệnh viện á. Bệnh viện nào? Nhớ gần nhà cô. Cái anh cũ của tiếng Anh hưởng một cái. Đâu có, chưa. Quay lần rồi. Ăn bà lần cái giỏi rồi, không phải nhớ không nhớ. Rồi đúng rồi. Chưa. Quay rồi. Lúc đó đi học luôn á. Không, nhưng mà đó đâu quay. Cuối cùng. Nhưng mà bà không quay mà nó phải có làm nào. Tại đông quá, bữa đông quá rồi cái mẹ kêu không quay. Ghê lắm. Ba quay ăn phở ơi, chỗ mọi người. Nếu quay phở đóng luôn. Cái ngon phở vậy. Là tiếng ngon rồi, em cũng không. Cái trứng có bỏ vô không hay để một chút hấp sao? Để chút xíu vậy. Phở gì vậy? Nghĩ ăn nhìn thấy thèm lắm, phở. Ăn lại thì chút thôi. Cảm nhận như thế nào? Nước nó như thế nào? Bánh phở có ngon thôi à? Còn thịt bò ngon à? Nay nị nó chán cơm, nó thèm phở. Đi muốn sủi cái chân luôn, ba mới cho ăn. Ăn đi. Ăn vô lấy cái dép á, nó cứa vô hai cái chân nè. Ăn vô lấy tinh thần. Ba nhìn nè. Ờ. Ăn bên này nữa, nó cứa cái chân mà lủng như da ra ngoài luôn nè. Mốt đừng mua dép đó. Ăn đi. Ăn em mua gì? Tại con không ăn dớ. Vậy mốt ăn dớ vô. À, tụi nó có gửi định vị rồi, chiều ba chở cho 2 giờ qua nhà nó. Còn đó là ba là 7 giờ. Sân nào ba sân nào? Sân nào chút về hỏi ông. Chắc Hoa Lư, không có ngoài đây. Chắc Hoa Lư. Không đối diện đây nè. Mày đi đá banh đi, tao ăn thêm con phở nữa. Không dài. Tụi ba không có ba gì, chưa ăn phở cha rồi. Hỏi chi gì ba? Chị đi ăn tiếp. Em biết đâu, hỏi mẹ mà đâu. Quán gì chị ăn gì? Ăn lo tới chiều. Nhưng mà ăn không thích nên bị con coi là quyết định nữa. Mở YouTube mà coi. Mày có cho con video ba mày. Được đúng mà. Con đăng YouTube mà. Em phải xong mới đăng. Nếu mà lượng coi. Coi xong rồi đi qua nhà bạn. Coi xong là gần 2 giờ đó. Thì vừa đúng luôn á.
Còn ăn mấy giờ ba? Nè, Hạnh ăn nhiều mới ngon. Ăn hả? Ăn đó là chừng chút ra coi đua xe đạp xong rồi đi ăn. Kêu mẹ ra. Cả nhà. Chở ba chở cả nhà luôn. Hạnh nhưng mà hết tay. Đi hai xe hay ba xe? Một xe thôi. Hai xe đi. Thôi lấy xe kia thôi, bây giờ chắc mẹ sợ mà mẹ không coi đâu. Lấy xe hơi đi. Sợ mẹ không coi đâu, chút đi ăn thì lấy ô tô đi đâu. Ô tô chở anh hai luôn. Ừ. Chứ để đi xe riêng nữa. Ừ. Anh đi ăn thấy hại em. Nha. À, mẹ mâm cũng. Sao? Mấy 2 tuần mới ăn lại. 2 tuần mới ăn lại. Bao lần nữa. Ở chỗ này là sáng nào thấy cũng thấy hai tuần là thấy cháu Hằng cũng ăn. À. Đúng rồi. Cái gì? Em không được nói vậy. Lên YouTube nó nghe lên. Có gì vậy? Nó đâu coi đâu mày. Có. Ai mà ám được? Nó lên nó chọc con bò né ngã bà Thành Hoài. Là ai? Nó là đói bụng chưa? Đói bụng thì đi đâu? Đi ngã bà Thành. Ngã bà Thành có gì? Có bò né ba. ai chọc đâu? Thành. Có Thành em gì mất. Bà uống nước đi. Phở này là phở hay vậy. Ngọc Nhung Lê Văn Tám. Này bạn có bơi. Giúp đeo nữa. Đeo chứ. Tại vì con không bỏ rau vô. Ăn không bỏ rau. Không. Thì nó sẽ hấp méo quá rồi. Mặn chát luôn á. Đây nước. Hấp miếng rồi biết rồi. Đó, cẩn thận nha. Đâm ra. Hả? Nên đâm không? Không. Đâm là mày hút hết tô phở á. Đâm đà không đâm. Rồi, hộp đi. Ừ. Ăn phở với ăn bò chiên. Có chừng rớt nè. Nó có chừng rớt. Không nhiều rượu cho trứng này nè, không rồi lấy ra trứng bò. Ăn không bà? Ủa đi, ổng hay nhưng mà hơi tốn trứng không? Đúng không? Nó tốn, cuối cùng gì mày cũng ăn à. Tại sao? Chơi là chơi chiêu lạ. Có gì thì chén thêm miếng nước nữa cho nó đừng có dính. Ờ, hợp lý, lấy nước dùng đi. Ừ. Đây sáng nào cũng đông hết á. Mà sáng nào sinh nắng đông. Trên trường Lê Văn Tám mà trường Quang Vinh. Mấy cái bệnh viện nào cũng có. Cũng Nguyễn Khiêm, Hùng Dương. Thấy người miệng ni ăn bò nhìn thèm quá. Bà ăn đi. Thôi, chút. Thì bà ăn bò không được. Sao bà anh hai ăn bò không được vậy? Anh hai tại anh hai làm cái ấy đó, anh hai đốt mụn gì đó. Đốt một rồi. Quên nó đốt mụn. Đốt một rồi. Mụn mà đốt xong cho hết đốt mũi mặt. Mụn mà đốt quanh năm, mấy năm luôn. Đốt hoài. Con trai mà điệu quá. Mai mốt tới con ca cũng điệu nữa. Con gái. Ê, chị quên gì. Đi bảo. Mà quan trọng đi có điệu không? Muốn điệu phải có tiền. Tay nó vậy nè. Trời. Muốn điệu phải có tiền hả? Đúng rồi. Đánh giá phở này mấy điểm? Ờ, 9.5. 9.5 hả? Mấy? 9.5 hả? Ồ, dữ vậy, cao vậy. Cái gì mà bảo vệ vậy? Nó cái bảng giá nó nhìn cái bảng rồi đó, coi đó.
đầu mọi người vô nè. Lâu lâu ăn nhiều quá không có bị không. Mọi người bắt đầu vô nè, đông. Thank you.